Anh cho biết tên họ. À, tôi tên là Nguyễn Văn Bui. Nguyễn Văn Bùi. Nguyễn Văn Bui, nhà ở phường 5, thành phố Vĩnh Long. Giờ làm cái nghề là gốm, gốm đỏ Vĩnh Long. Vậy làm bao nhiêu năm rồi như anh? Dạ, cũng làm cũng hai đời người Không anh á, anh ạ. Cũng cũng làm cũng năm nay cũng là 50 năm mà. Và như gia đình truyền thống ấy thì làm lâu. gia đình là bao nhiêu ông cha à? Ông Làm cha bao nhiêu năm nữa? cũng cũng ông làm chắc cũng cỡ 20-30 năm à. Bây giờ sản phẩm mình tiêu thụ như thế nào anh? Chị nói chung là cái làng gốm mình á, thì hiện nay á, cái làng gạch gốm mình hiện nay thì dần dần nó mai một rồi, nó mai một, chứ là nghề gạch thì nó cũng mai một, ngành gốm á, thì nó cũng mai một. Hiện giờ nó còn giá trị khoảng khoảng chừng 10%, 10% trên dù đó 100 lò, giờ còn khoảng 10 lò thôi. Mang thích hơn Mặt thịt, huyện Mang Thít nhưng mà xã gì hai xã gì xã như xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, anh là ở Mỹ Phước hả? ở Mỹ Phước, Cái lò gạch anh ở Mỹ Mỹ Phước, Phước. thế thì bây giờ là làm gạch gì là chính vẫn còn làm? Bây giờ nói chung là mình sản xuất, tôi là riêng một cái lò tôi á, là sản xuất gạch, là gạch để trang trí mỹ thực. Ví dụ như mấy cái cây này đây hả? Dạ, rồi này là gốm để xây dựng nhà, Còn xây trang dựng trí mỹ thuật trang trí là và sân vườn tất cả, nói chung đó là đó là ở đúng đó đó. đó Còn cái này là xây dựng nhà, là cũng tức làm là gốm sản luôn. bằng gốm, sản xuất bằng vật liệu đất nung, là chẳng hạn cột trèo đòn tay các thứ hết đó, Anh làm có làm không? dạ là tôi làm cái đề tài đó. Thế à? Dạ, nhưng mà riêng cái tỉnh Long là chỉ mình tôi làm thôi, Là cái gốm 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 những xây nhà dựng, cửa nhà gọi dựa là gốm xây dựng xây nhà dựng. cửa. Thế thì bây giờ anh tiêu thụ làm sao, ở đâu? Trước mắt gì mình phục vụ về cái khu du lịch mình thôi. Là ở đâu? Ở tôi có nhờ cái khu là nhà gốm ở ở phường 5, có khu làng gốm ở phường 5 và Phường một 5 quận quận Bình năm Thạnh. của thành phố Vĩnh Long nè. Tức là có hai khu, một cái khu là nhà gốm, là xây là trong đó những cái đồ cổ vật rồi cũng thời ông bà để lại. Một cái khu làng gốm là mục đích là tôi xây dựng cái ngôi làng đó trở thành một cái giống như là mà lưu trữ những sản phẩm gốm để giữ gìn lại cho thế hệ sau, mà đồng thời á, là muốn xây dựng ở đó là một cái làng, nghĩa là cái làng trong cái khu vực này đó là nó có nhiều làng nghề để mình thu hút khách du lịch. Giờ có khách chưa anh? Dạ cũng có Khách ở đâu là chính? dạ khách cũng nhiều tỉnh lắm, nhưng mà hầu hết là cái mô hình này là lần đầu tiên, vì thường thường ở những cái tỉnh khác đường đều đến là tham quan cái nhà gốm ở phường 5, tất cả những cái tỉnh, và nếu mình đến Vĩnh Long mình tham quan. Sài Gòn Dạ có. dạ Sài Gòn, thành phố Hà Nội. Hà Nội đồ, vì cái nhà này là đương là giữ kỷ lục quốc gia. Ok, thế thì về mặt cái lò gốm của anh thì tiêu thụ ở đâu là chính? Chỉ nói chung là Để chỉ phục vụ cho mình hai khu du lịch. không có, mình bây giờ mình chuyển hướng, vì nó là gốm thì nó mai một, dần 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 cái lượng xuất khẩu bây giờ nó cũng giảm đi, vì tôi là cái người đầu tiên là chuyển cái lò gốm này trở thành một điểm du lịch cho khách tham quan, là nắng đất rồi thực hành rồi những cái bảo tàng mà thời kỳ năm 30 tới giờ máy móc giống như một bảo tàng á, giới thiệu cho khách thời rằng một làng nghề tôi nó hình thành Tức vậy. là mấy cái xoay vòng xoay để họ làm gốm rồi đó hay là Không phải, có tức là qua từng thời kỳ, tức là hồi năm trước năm 30, 1930. rồi 30 người ta xài cái gì, máy móc cái gì, dụng cụ như thế nào, rồi thời kỳ năm 45 người ta xài cái gì, máy móc như thế nào, phương tiện như thế nào, rồi sau năm 54 người ta xài cái gì, bao nhiêu người làm, rồi tới năm 75 làm cái gì, nó qua tới 7-8 thời kỳ như vậy đó. Bao giờ anh kể lại từng thời kỳ được không? 1930 đi, là họ làm gì, bằng gì? Thì nói chung là hồi năm 30 á, thì người ta cũng làm gạch gốm, gạch thôi, làm gạch ống, gạch thẻ, gạch Gia đình tàu, anh cũng làm vậy. cũng làm vậy. Rồi mới chuyển lần lần lên. Chuyển là nhiều lần, sau năm khoảng năm năm cỡ 81, 82 á, bởi chuyển qua gốm, Mới làm gốm. làm gốm. Chứ hồi xưa là hồi nào giờ mấy đời là làm gạch không? Ví dụ làm gốm thì anh gặp khó khăn gì? Làm gốm cái gì, nói chung là mình thứ nhất là mình gặp khó khăn, thứ nhất là mình
cái làng gốm mình là một gốm gốm đỏ, nó là một cái sản phẩm là gốm độc quyền trong cả nước mà không có chỗ nào mà có được, mà cái mình đó là xuất khẩu không được. Ôi mình xuất mình đi xuất tiền trực tiếp không được, không phải là mình xuất không được nhưng mà mình chỉ có sản phẩm đỏ không, trong mắm gốm đỏ không mà. Nhưng mà người ta nếu mà một cái công ty sản xuất Gia Hàng Bình Dương thì người ta gồm có mây tre lá nè, gốm men nè, rồi gỗ nè, rồi gốm đỏ. Thì người ta một công ty người ta xuất qua vậy nhiều thứ bán lại cho người ta, bán lại cho người ta thì thầu hết, thì thành ra ở với mình thì nó chỉ có một cái mông gốm đỏ thôi, thì thành mình xuất nó hạn chế. Hạn chế về mặt xuất khẩu thẳng. Nhưng mà vẫn xuất khẩu được, nhưng mà thông qua người ta thôi, thông qua ra Bình Dương. Ok. Thế thì mỗi năm đó là anh đưa cho Bình Dương là bao nhiêu sản phẩm đi xuất khẩu, giá trị tiền? Thì nói chung là cái của tôi thì tôi làm cái sản phẩm về xuất khẩu gì nó rất là ít, không có nhiều. Nhưng mà những cái bạn tôi, đơn vị bạn tôi á, là có thể là có xuất khẩu một năm một đơn vị có thể là 100-200 tỷ, nó có. Nó một cái làng gốm lớn nhất ở Việt Nam mà chưa ai biết được hết trơn á. Vấn đề là chỗ đó đó. Thì tôi muốn hỏi anh đó là ví dụ như anh đầu tư cho cái hai khu du lịch này là nhiều tiền không? Thì nói chung là làm từ từ thì giống như là mình bỏ ống từ từ thôi. Mình là cũng 50 tỷ, 53 tỷ rồi đó. Thì không đất đai là gia đình hả? Đất đai gì mình gia đình có, rồi mình mua có. Mình mua lâu rồi, rồi mình trong cái nhà mình có đồ cổ, đồ nhiều món đồ mà quý, nhưng mà sự thật mình sưu tầm nó nhiều năm lắm rồi chứ không phải tự nhiên giờ mình có đâu. Không có tính được, nhưng mà đất đai phường 5 là bao nhiêu hecta? Đất phường 5 gì nó không lớn, bên khoảng chừng 2 hecta à. Còn ở đâu nữa? Còn ở bên Đồng Phú thì tôi được khoảng 10 hecta. Đồng Phú là cái gì? Là cái điểm, cũng điểm du lịch. Cũng điểm du lịch luôn. Điểm du lịch là phường 5 và Đồng Phú. Phường 5 và Đồng Phú, với ở dưới Mỹ Phước thì tôi có một cái làng nghề. Làng nghề của anh là tôi là tôi chuyên làm cái là gốm, là gốm để xây dựng nhà. Okay. Thế thì anh có dạy nghề cho người ta không? Dạ cũng cũng có cùng làm với nhau, rồi em là mới vô thì mình cũng hướng dẫn mình làm cho nó tập làm. Khoảng giờ bây giờ là anh chỉ huy bao nhiêu công dân ở dưới gì? Nói chung mình làm cái gốm này gì nó không có lớn, công nhân nó khoảng chừng 15 đứa, 20 đứa à, trở lại chứ không có lắm. Dạ chúng cũng cỡ 30, 40 trở lại thôi. Như vậy là mình chủ yếu bây giờ là mình làm hai khu du lịch thôi. Dạ, mình chủ yếu là hình thành phát triển cái khu du lịch ở trên này và bên dưới ở dưới bên Đồng Phú là hình thành khu du lịch. Còn ở điểm đó là có điểm dưới quê tôi đó là vừa làm gạch, vừa là để cho học sinh nó đến nó thực tập, khách tham quan để tham nắng quan. Tham quan nắng vẽ các thứ trong đó. Cũng giống như khu du lịch. Cũng là khu du lịch. Thực hành đấy, thực hành đó. Là học sinh của Vĩnh Long. Rồi Vĩnh Long. Rồi mấy tỉnh khác họ có đưa. Có cũng đó. Cũng có đưa. Vui hả? Dạ. Giống như mình dạy cho nó biết cái gì đất, về làng nghề của mình. Từ đó nó một cái tình yêu thiên nhiên, rồi tình yêu về đất. Nó với tình yêu giờ mình không dạy nó làm sao nó biết? Còn mình già rồi mình hết đó, nó cũng không biết gì. Do đó mình phải hướng dẫn cho nó. Nó có một cái tình yêu về thiên nhiên, nó biết bảo vệ thiên nhiên, môi trường, bảo vệ đất đai mình, là mình mục đích như vậy. Cái đất của anh là làm gốm là đất gì? Dạ đất trên đồng ruộng thôi. Đất sét hả? Đất sét trên đồng ruộng. Bởi vì cái đặc thù của Vĩnh Long á là nó khác hơn mấy tỉnh khác. Là sao? Tức là nó là nó có con sông Cổ Chiên và sông Mê Công có đổ gì à. Nhưng mà cái đặc thù Vĩnh Long tại sao nó có màu đất sét mà tỉnh khác nó không có? Lý do là ở thủy triều của Vĩnh Long á là nước lớn. Vì nó lớn lên rồi nước gồng gì nó cạn xuống, rồi chiều nước lớn lên thì chiều nó tối nó hạ xuống, vì một ngày hai con nước vậy. Thì mỗi một lần nước vô trên đồng ruộng gì nó chẳng hạn nó bồi được lắng được 3 ly, vì nó một 3 tháng trời nó lắng được bao nhiêu. Còn chẳng hạn như làm Tháp hay là hàng Bến Tre hay là hàng Tiền Giang, nước vô nó cầm thủy nó chỉ vô được một lần, rồi bồi lắng 5 ly thôi, rồi tới cuối cùng là 3 tháng trời đó chỉ có 5 ly thôi, thành ra nó không có phù sa.
nó không rút ra được hả? Nó vô cầm thủy gì, nó nằm nó đó hoài. Cầm thủy là sao? Cầm thủy tức nghĩa là nó vô nước vô nó ra không được. Nó ở trong đó nó cánh đồng mênh mông nước vậy đó. Nhưng mà tới tháng mấy là nó hết nước chứ? Cỡ tháng cuối tháng 10 từ tháng 7. Tháng 7 mình tháng 7 tháng 8 âm lịch đó. Rồi nó qua cỡ tháng tháng gần 11 âm lịch. Nó mới hết. Nó bị hết nước, nó rút nước từ từ xuống. Rút hay không có phù sa nhiều. Không có phù sa, còn riêng Vĩnh Long mình á nó lên thì lên ngập, rồi lên rồi nó giật xuống cái sáng nó cạn sát rồi. Ngày lên xuống 2 lần vì nó đem lượng phù sa nó dâng 4 lần. Thì nó có một cái lượng đất sét. Nhờ cái đó. Rồi thành ra là cái mỏ luôn. Nói chung là nó ở ngoài đồng ruộng. Ngoài đồng ruộng nước nó vô nó cầm thủy vô nó bồi lắng như vậy á. Vì nhiều năm á người ta nó gò nó cao, người ta hạ xuống chừng 5 tấc, 2 3 tấc gì đó. Rồi ta khai thác, rồi cái 5-10 năm sau nữa nó sẽ bồi lên. Vậy nó bồi lên thành ra cái lượng đất sét của mình có là cái lượng đất sét mà nó đặc biệt. Nhiều nữa. Nó đặc biệt là nó có một cái màu sắc riêng của nó là tức là nó có màu đen có, màu trắng có, màu đỏ có, màu hồng phấn có. Nó nhiều có, rồi như ở tất cả những khác thì có một màu, một là đỏ bầm thôi. Nhưng mà tại sao là họ gọi là vương quốc gấm đỏ anh ạ? Chị vương quốc gấm đỏ tại vì ở cái vùng này đó là tập trung là do cái thiên nhiên, cái thiên nhiên băng tặng cho Vĩnh Long đó như thế. Do đó mà nó trở thành một cái vương quốc gốm, lý do là người ta thấy cái vùng đất này cái gạch nó rất là tốt, đặc thù gạch nó rất là tốt mà làm gốm rất là đặc biệt. Do đó người ta sẽ phát triển cái trong cái tỉnh Long này nó tới mấy ngàn cái lò. Nhưng bây giờ còn bao nhiêu? Dạ giờ còn khoảng 15-20% mà trở lại. Tức là mấy ngàn. Mấy ngàn, giờ hả 3 ngàn. Ừ. Bây giờ ví dụ giờ 3 ngàn gì đó, nó 1 ngàn gì đó nó mất 70%, nó còn 30 vậy đó, 300 thì ba 300 không, bây giờ chắc cũng phải chơi cỡ 300-400 mà cũng gì nhỏ thôi, cũng nhỏ lớn nhỏ nhỏ nhưng mà nó mai một là tức là cái gì giờ nó theo cái phương pháp làm mới á, vì cái lượng gạch nó làm theo kiểu mới, rồi cái lò truyền thống cái gì nó tính cách nó hao chất đốt. Do đó người ta không có giữ cái lò truyền thống mình lại. Anh giới thiệu sơ cái lò truyền thống thì nó như thế nào? Ví dụ nhà anh làm bây giờ còn không? Còn. Rồi làm như thế nào? Cái lò truyền thống là cái lò thứ tôi để ở ngoài cổng á. Làm sao? Nói. Tức là nó có một cái xây một cái vòng tròn lên rồi nó trên có cái nó có một cái vòm. Rồi mình chụm lửa dưới cửa này nè. Rồi nó lên trên nóc rồi nó đi xuống. Nó đi xuống dưới ở chừng có ống khói thì nó rút ra. Nó rút ra như vậy vì mình chụm được nhiều thứ, tức là mình chụm nói được gạch ống, gạch tàu, gạch thẻ, tất cả những cái gốm đều chụm được hết. Bao lâu? Mình chụm tùy theo cái sản phẩm mình chụm này. Bao lâu? Mình rút lần ra hả? Không á, mình chụm cho nó chín thôi, nó chín rồi ví dụ sản phẩm nào thì sản phẩm gạch tàu thì lâu, rồi sản phẩm khác thì nó nhanh hơn. Mình rút lần hay là? Không có, mình chụm chín rồi mình để nó nguội ra mình lấy ra. Là bao nhiêu lâu? Mấy ngày? Cũng phải cả tháng rồi hai mấy ngày có một con lò gạch truyền thống á, mà nhiều khi người ta chụm gạch tàu chụm tới 6 tháng một năm, người ta chụm 2 năm mà ta chụm được có 2 kỳ ở 3 kỳ là cái lò đó lò lớn mà chụm gạch tàu á, chụm ung xong là 3 tháng á, ung cho từ là 3 tháng. Bây giờ giá cả nó thấp quá thì họ làm. Nói chung là cái gạch giờ chiều hướng đó, người ta xài gạch men rồi ta xài cái những vật liệu khác thế gạch, còn gạch gạch ống, gạch thẻ gì giờ ta xài theo kiểu lò tinen đó, lò hot men, lò tinen, vì cái lò nó sản xuất nhanh nhưng mà cái độ bền không có, tức là ở Bình Dương á là nó chụm là 4 tiếng đồng hồ là nó chín rồi đó, nhưng mà nó sống da, nó chín da như nó sống ruột, tức là ở ngoài da gì nó chín, ở trong ruột lại sống, do đó mà gạch anh dỗ thì nó bể dỗ nhẹ nhẹ nè. Nó bể, nó dỗ vậy là hai gạch đập là nó nứt ra liền, là những cái lò Hopman với Tinen. Lò Tinen. Rồi Tinen với Hopman. Hopman là lò đứt hả? Hopman. Rồi, không biết vậy thôi. Rồi, cảm ơn anh nha, chúc anh vui vẻ, rồi tôi cũng nhiều rồi. Rồi.